Pixel cao cấp mới, giá chỉ 399 đô la Mỹ. Ngày mùng 7 tháng 5, Google đã công bố mẫu điện thoại Pixel mới có tên gọi Pixel 3a, với những tính năng cao cấp nhưng giá bán lại rất cạnh tranh, đi ngược lại xu hướng tăng giá của thị trường điện thoại thông minh. Điện thoại Pixel 3a, bao gồm nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo vốn chỉ có trên các thiết bị cao cấp hàng đầu, sẽ có giá từ 399 đô la Mỹ. Giám đốc các sản phẩm phần cứng của Google Rick Osterloh cho rằng Mức giá của Pixel 3a chỉ bằng một nửa so với điện thoại thông minh cao cấp thế hệ mới nhất, nhưng được tích hợp camera lớn, trợ lý ảo kỹ thuật số, và các tính năng khác có trong các thiết bị cầm tay hàng đầu, nhận định về mức giá siêu cạnh tranh của Pixel 3a với các sản phẩm đối thủ. Nhà phân tích cao cấp của hãng nghiên cứu thị trường Forrester Research, Frank Gillette cho rằng chuyên môn của Google là phần mềm. Do đó, hãng này đã tận dụng lợi thế đang có trong tay những tính năng trí tuệ nhân tạo. Để đưa chúng vào chiếc điện thoại thông minh với chi phí ít tốn kém hơn các đối thủ, ông Pichai cho rằng đây là một bước tiến để tăng cường quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho biết Pixel 3a được trang bị nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chiếc điện thoại này xử lý ngay bên trong điện thoại nhiều tác vụ phức tạp, đòi hỏi phải dùng tới nhiều dữ liệu người dùng, qua đó giảm đáng kể việc chia sẻ dữ liệu người dùng với các trung tâm dữ liệu trực tuyến bên ngoài để xử lý các tác vụ Google cho biết Pixel 3a sẽ có một camera lớn ở mặt sau 12MP, camera trước 8MP và không có sạc không dây. Pixel 3a ra mắt trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh đang rơi vào tình trạng đình trệ tăng trưởng, đặc biệt là với phân khúc cao cấp. Cùng với đó là Google hiện chỉ chiếm một thị phần rất hạn chế trên thị trường. Thiết bị Pixel 3a mới có giá chỉ 399 đô la Mỹ, trong khi Apple và Samsung đã tăng giá các thiết bị cầm tay mới nhất của họ lên hơn 1.000 đô la Mỹ và mẫu Pixel 3 hàng đầu phát hành năm ngoái của Google có giá bán 800 đô la Mỹ. Pixel 3a sẽ bán cùng với Pixel 3 ở 13 thị trường